Mẹ mẹ ơi, hôm nay mẹ có thể kể cho con một câu chuyện được không mẹ? Được thôi, con muốn hôm kể chuyện gì? Dạ chính là chuyện này mẹ ạ. À chuyện này hả? Chuyện này là chuyện gì con có biết không? Chuyện gà và vịt. À chuyện gà và vịt rồi. Xin chào cả nhà đến với kênh Phạm Anh. Cả nhà có hay đọc truyện cho bé không? Bé nhà em thì rất thích nghe mẹ đọc truyện. Do đó là thường là bữa tối ba hoặc là mẹ sẽ đọc truyện cho bạn ấy. Còn bình thường thì bạn ấy vẫn thích nghe truyện mỗi khi rảnh. Hôm nay mời cả nhà, mời các bé cùng nghe bạn gà, cùng nghe cùng với bạn gà câu chuyện gà và vịt nha. Câu chuyện xin được phép bắt đầu. Con gà là tuổi của con nè. À vậy hả? Tuổi con cũng gà đó. Xưa kia, gà và vịt ở cùng nhau bên bờ sông. Ngày ngày chúng rủ nhau đi kiếm ăn. Gà thì thích ở những chỗ nông, đi trên bãi sỏi đá. Vịt thì thích thú bơi ở những quãng sông sâu, nước mát. Mẹ mẹ ơi, con là của gà. Nhưng mà con thích ở dưới nước, con thích bơi, con thích tắm biển. À vậy hả? Ho che miệng lại nè. Một năm nọ, mưa lũ liên miên, nước sông dâng cao. Đoạn sông mọi năm cạn hẹp, năm nay nước ngập mênh mông. Làn nước đục ngầu, trông kỹ mới thấy thấp thoáng bờ bên kia. Vịt vẫn thoải mái kiếm ăn, còn gà thì đành nhịn đói. Vịt thương gà nên ngày nào cũng kiếm thêm thức ăn mang về cho bạn. Gà rất biết ơn vịt nên tự nhủ không thể làm phiền bạn mãi được. Nó bèn nghĩ ra một kế. Gà nhờ vịt cõng mình sang bên kia sông để tự kiếm ăn. Vịt nghe thấy hợp lý nên cũng bằng lòng. Sáng tinh mơ, cả hai đã dậy sớm cùng nhau đi kiếm ăn. Ra tới bờ sông, gà trèo lên lưng vịt để chở bạn sang bên kia. Hai con cùng đi kiếm thức ăn. Cuộc sống nhờ thế mà trở lại bình thường. Tình cảm của gà và vịt càng trở nên gắn bó và thân thiết. Bà. Giúp đỡ nhau đó, bạn bè giúp đỡ nhau đó. Tuy thế, gà vẫn suy nghĩ mãi về việc nhờ vịt cõng mình qua sông. Một hôm, gà nói với vịt: "Bạn vịt ơi, bạn giúp tôi nhiều quá. Tôi thật không biết lấy gì để cảm ơn bạn đây." Vịt tươi cười nói: "Không phải bận tâm." Nhưng gà vẫn vô cùng áy náy. Gà nảy ra một ý, liền nói với vịt: "Vậy thế này, bạn bơi ở dưới nước nên lông bị ướt, tôi ở trên cạn nên lông khô ráo, nên tôi sẽ giúp bạn ấp trứng, trứng sẽ nở nhanh hơn." Vịt lưỡng lự một hồi lâu rồi cũng đồng ý. Vậy là gà ấp trứng gì? Trứng vịt. Từ đó trở đi, khi vịt đẻ trứng thì gà sẽ ấp hộ vịt. Lâu dần, vịt quên hẳn công việc ấp trứng, vì trứng nó đẻ ra đã có bạn gà thân thiết ấp hộ rồi. Đâu, đâu bạn vịt đâu? Dạ, bạn vịt con vịt, đâu? Bạn vịt con đây, bạn vịt con đây, một bạn vịt con gà dễ thương. Thế bạn gà con là bạn nào? Bên này nè, bạn này chẳng được ăn được chiếc nè, còn hai con gà này thì giành nhau. Con có biết hai bạn gà này giành nhau cái con gì không? Con sâu, con giun. Đúng rồi, con giun đấy. Bạn gà rất thích ăn giun. Chú gà xinh. Con cái câu chuyện có hay không? Dạ có. Qua câu chuyện này con nghĩ gì sao? Con cảm thấy rất là hay. Hay như thế nào? Con nghĩ là con qua câu chuyện này con có suy nghĩ gì? Con có suy nghĩ là con sẽ giúp đỡ bạn bè và những người khác. Khi mà mình giúp có thể giúp đỡ bạn bè trong cái khả năng của mình thì mình sẽ giúp đỡ người khác. Đúng không nào? Để cho bạn bè chơi với nhau vui vẻ hơn, thân thiết hơn. Thế thôi, chúng ta đi ngủ nha. Chúc các bạn nhỏ ngủ ngon.